Xin chào anh chị em. Thì trong khoảng 10 phút của cái clip này mình vẫn nói về 3 phần như mọi ngày. Đầu tiên là nói về thị trường chung, tình hình tổng quan. Thứ hai là nói về nhóm ngành. Và thứ ba là giới thiệu những cái cổ phiếu thỏa các cái bộ lọc để anh chị em có một số thông tin tham khảo và lựa chọn. Thì đóng phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN Index nó giảm 2.79 điểm, là tương đương với khoảng 0.2%. Thì các cái chỉ báo theo dõi thị trường chung trong ngắn hạn là số cổ phiếu nằm trên MA10 hôm nay tiếp tục là một cái phiên cải thiện, phiên thứ hai của nó. Thì hôm qua đầu tuần là một phiên cải thiện khá là tốt sau khi cái chuỗi nó chạm về cái vùng đáy giảm, thì hôm nay tiếp tục là một phiên cải thiện mặc dù chỉ số giảm. Thì trong ngắn hạn cái tín hiệu này nó chưa có phản ứng gì xấu, thì hôm nay một phiên giảm điểm kèm với giá trị giao dịch trên sàn của VN Index nó giảm khoảng 19% so với phiên hôm trước, và nó duy trì ở khoảng mức 17.700 tỷ. Thì một phiên giảm kèm với giá trị giao dịch giảm thì tín hiệu nó cho thấy cái lực bán nó không có, thì cũng không có cái vấn đề gì xấu. Thì các cái tín hiệu mà giai đoạn trước đây mình hay nói với anh chị em, những cái tín hiệu mà điểm vào an toàn thì mình viết, mình chuẩn hóa nó thành cái tín hiệu tự động mà không có vẽ tay nữa nè, thì nó báo những cái điểm này cũng y như những lần trước thôi. Thì sau giai đoạn điều chỉnh thì phiên hôm qua là nó báo một cái phiên mà có thể vào được. Thì nếu anh chị em vào hàng hôm qua thì hôm nay là T1, thì chiều ngày mai là hàng về có thể bán được. Thì mọi người có thể quan sát. Thì bản chất từng gọi mình bận nên mình không có làm cái clip phiên cuối tuần và đầu tuần hôm qua mình không có làm. Tuy nhiên cái tuần này anh chị em cũng nên lưu ý là cái tuần đáo hạn phái sinh. Thì nhìn cái dữ liệu giao dịch của cái tổ chức trước khi mà nhìn tổng quan về nhóm ngành, anh chị em thấy phiên hôm qua nước ngoài họ bán rất là mạnh, bán khoảng 956 tỷ đồng. Hôm nay cũng là một phiên mà nước ngoài bán khoảng 533 tỷ nữa. Số liệu tự doanh thì chưa đúng, tự doanh hôm qua thì họ cũng bán nhẹ. Tuy nhiên nước ngoài có hai phiên gần đây là bán khá là mạnh. Thì nhìn về cái số liệu phái sinh để anh em có thêm cái thông tin, bởi vì thứ năm tuần này là cái ngày đáo hạn phái sinh. Thì anh chị em thấy là hôm nay bản chất hôm nay thị trường nó đi ngang và cái vol của phái sinh nó giảm cũng cực kỳ lớn, gần như là nó giảm khoảng 29-30%, 30-29% nếu mà làm tròn. Thì cái hợp đồng ôm qua đêm nó đang duy trì ở mức khoảng 40.000. Thì anh chị em thấy những cái lần trước mà cái phiên trước đáo hạn phái sinh hai ngày, ví dụ tuần trước đáo hạn phái sinh 2 ngày là nó duy trì ở mức khá là cao. Tuy nhiên tuần này là nó đẩy về gần khá là thấp rồi. Còn hai phiên còn lại thì mình hay nói những cái phiên đáo hạn phái sinh nó đưa thằng OI này về khoảng mức 30.000, 33.000, 34.000 gì đó, là cái mức đó là cái mức phổ biến. Nên là tới cái phiên hôm nay nó vận động theo cái kiểu này, mình nghĩ đáo hạn phái sinh nó cũng biến động do phái sinh là không có nhiều. Và một cái lý do mà mình hôm nay mình theo dõi mình cũng thấy lạ nữa là phiên hôm nay nước ngoài họ lại lon gồng hợp đồng phái sinh. Anh chị em thấy những cái lần mà đáo hạn trước đây thì nước ngoài họ bán liên tục nè, họ bán gần như trong tuần mà đáo hạn là không có cái phiên nào mua, và bán rất là mạnh cái hợp đồng hiện tại. Tuy nhiên là cái tuần này lại là cái tuần mà nó ngoại lệ nè, thì hợp đồng phái sinh họ lại lon. Hôm nay là một phiên lon, là một phiên mình thấy khá là lạ, nó không có đi theo những cái quy luật của khoảng 4-6 tháng gần đây. Thì một cái điểm này anh chị em lưu ý, mình cũng chưa có giải thích được. Thì bản chất nước ngoài hiện tại họ đang lãi khá là tốt, có thể họ đang muốn kéo điểm và giữ điểm để
giữ cái khoản lãi này hay là vấn đề gì mình không biết. Thì em thấy nếu mà tính phiên hôm nay là nước ngoài họ đang lãi cái hợp đồng phái sinh này khoảng 232 tỷ, thì họ họ đang lon gồng khoảng 13.400 hợp đồng nè. Thì bản chất tháng trước họ đã lon vào khoảng 30.000 hợp đồng rồi, và tháng này họ họ đóng dần lại khoảng 16.000, thì đang còn khoảng ôm lon khoảng 13.000. Ngược lại tư doanh trong nước thì đang đang lỗ khá là nặng, cây này nó không đúng nha, khoảng cây này nó mới đúng nè, thì đang lỗ khoảng 360 mấy tỷ. Thì bản chất tháng trước là tư doanh họ sót khoảng 12.000 và họ chỉ mới mua lại khoảng 1.700 thôi, thì hiện tại họ cần còn sót là khoảng 10.000. Thì cái khoản của tư doanh và nước ngoài nó cũng ngược với nhau, xem với nhau. Tuy nhiên là bản chất khi mà mình nhìn cái phiên nó có biến động nhiều hay không, thì cái lượng hợp đồng ôm qua đêm nè, thì nó về cái mức này mình nghĩ hai phiên cuối tuần nó cũng ít khả năng, nó ít biến động bởi cái phái sinh. Thì đi vào phần tiếp theo là dữ liệu về nhóm ngành, thì anh chị em thấy phiên hôm nay nếu mà đánh giá tích cực nhất thì là nhóm phân bón hóa chất nè. Nếu phân bón hóa chất hôm nay nó tăng tốt nhất trong các cái nhóm ngành, cả về giá, về vol và số cổ phiếu trong nhóm ngành này nó cũng duy trì ở 5% là trung bình. Một cái nhóm ok xem như tốt thứ hai là cái nhóm về công nghệ cũng tăng giá, tăng vol, tuy nhiên là số cổ phiếu trong nhóm ngành thì nó không có được đồng thuận. Nhóm thủy sản thì tăng tăng nhẹ, tuy nhiên là vol nó không có đồng thuận, nhóm ngành thì nó cũng tạm ổn. Nhóm xây dựng thì phiên sáng nó khá là ok, nhưng mà chiều nó đóng phiên cũng không có giữ được cái mức tăng, bản chất trung bình toàn nhóm ngành nó giảm nhẹ. Thì nhóm điện cũng tăng tăng nhẹ kèm với vol có cải thiện, tuy nhiên là đồng thuận nhóm ngành không có. Nhóm mía đường thì ok nè, tuy nhiên những nhóm nhóm này nó nhỏ. Thì có nhóm nhựa từ sáng tới chiều nó duy trì được cái mức này cũng mình thấy cũng tạm ổn. Anh chị em có thể canh cái nhóm này, có thể một hai phiên tới nó sẽ ổn hơn. Bản chất phiên hôm nay nó tăng kèm với vol tăng rất là tốt và đồng thuận trong nhóm ngành cũng ok. Thì nếu mà nhìn đồng thuận trong nhóm ngành, anh chị em thấy có thể là nhóm thủy sản đồng thuận nè, nhóm mía đường đồng thuận, nhóm nhựa đồng thuận, nhóm về nông nghiệp liên quan tới gạo và heo nó cũng đồng thuận ok. Hoặc là vật liệu xây dựng, thì vật liệu xây dựng hôm nay cũng nếu mà đánh giá tốt thì nó cũng xem là một cái nhóm ngành tốt. Nhìn lại những cái nhóm lớn thì hôm nay cả ngân hàng và bất động sản nó đều giảm, tuy nhiên vol nó cũng giảm, cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm. Nhóm bất động sản khu công nghiệp thì phiên sáng nó tăng tăng vol khá là tốt, tuy nhiên là chiều nó không hút được vol, và bản chất hai cái thông số về vol và về đồng thuận nhóm ngành thì nó không có gì nổi bật hết. Thì nhóm chứng khoán hôm qua nó tăng nhiều nên là hôm nay nó có một cái phiên chỉnh nhẹ thôi, cũng không có vấn đề đáng ngại, và cái phiên chỉnh hôm nay kèm vol cực kỳ nhỏ. Thì anh chị em thích nhóm chứng khoán có thể canh, bản chất nhóm chứng khoán nó tạo ra những cái tín hiệu có thể phiên ngày mai nó chưa có tăng lại, ngày mốt nó cũng chưa tăng lại, tuy nhiên mọi người cứ canh khi nào mà có cái tín hiệu báo cạn cung ok, test cung thì vào được. Bản chất một cái phiên giảm mà vol nó không có, vậy là người ta kỳ vọng rất là nhiều ở nhóm này rồi đó. Thì anh chị em cũng cân nhắc cái tín hiệu này. Thì nhóm ngành nhìn về vận động dài hơn so sánh các cái nhóm. Thì để mình tắt bớt những cái nhóm ngành nhỏ để những cái nhóm ngành lớn để dễ quan sát và không bị gói. Thì nhìn trên cái nhóm ngành về trong thời gian gần đây thì anh chị em thấy nhóm nhóm bất động sản nó tạo đỉnh trước đó là vào ngày 4, tiếp theo là vào ngày 5. Nhóm chứng khoán thì hai cái nhóm này sau đó nó có một cái giai đoạn chỉnh cũng nhiều phiên, khoảng hơn một tuần nó điều chỉnh.
Tuy nhiên là vào hai phiên gần đây vào ngày 10 là thứ sáu tuần rồi và ngày 14 là ngày hôm qua là thứ hai, thì nó hai cái nhóm này nó tăng rất là tốt và hiện tại cả hai nó đều đã vượt qua cái đỉnh cũ. Thì anh chị em thấy nhóm mà nhóm chứng khoán thì sau mình lấy mốc thời gian từ từ tháng 4, 26 tháng 4 tới hiện tại là xong trong bắt đầu cái chu kỳ nó bắt đầu tăng giá mạnh, thì tới hiện tại là nhóm chứng khoán nó tăng trung bình khoảng 60%, nhóm bất động sản nó cũng tăng khoảng 47% từ cái vùng tháng 26 tháng 4 tới hiện tại. Thì hai cái nhóm ngành này hôm nay nó đều giảm nhẹ, tuy nhiên là nó cũng vượt cái đỉnh cũ rồi. Thì nhóm thép, đây là những cái nhóm lớn, nhóm thép thì anh chị em thấy là nó tạo đỉnh khoảng hai ngày 28 tháng 7. Tới giai đoạn cả tất cả các nhóm ngành khác nó phục hồi thì nhóm thép nó vẫn đi xuống. Thì hai phiên gần đây nhóm thép cũng có phục hồi ok, và phiên hôm nay thì nhóm này cũng tiếp tục là nó đi ngang, nó không có giảm như hai thằng chứng khoán và bất động sản. Thì có thể nhóm thép bởi vì nó tích lũy lâu hơn và nó chưa có vượt đỉnh thì nó tăng là chuyện bình thường. Thì nhóm ngân hàng cũng tương tự, nó có khoảng thời gian đi ngang, mọi người thấy lâu nè. Nhóm dầu khí thì nó lại vận động ngược, đa phần ngược với những cái nhóm về chứng khoán và bất động sản. Anh chị em để ý nhóm dầu khí nó hay đi ngược với những thằng đó. Những cái phiên người ta giảm thì nó lại tăng, mà những phiên người ta tăng thì nó lại không có tăng. Thì đây là một số cái kinh nghiệm để mọi người có thể quan sát, có thêm cái dữ liệu. Thì mình cũng đi tiếp theo mình đi lọc những cái cổ phiếu qua các bộ lọc để mọi người có cái tham khảo. Thì hôm nay bản chất lọc chạy các cái bộ lọc ra thì nó không có ra cái mã nào để anh chị em mua mới hết. Tuy nhiên là đây là những cái mã mà giai đoạn gần đây á, hệ thống nó báo mua nhưng mà cái nó chưa có tăng giá nhiều so với cái điểm mua. Thì hôm qua đa phần nhóm nhóm bất động sản ở nhóm chứng khoán thì nó cho mua khá là nhiều mã. Thì ở trong đây anh chị em thấy ba cái nhóm ngành mà nó xuất hiện nhiều là chứng khoán, ngân hàng và một cái nhóm là nhóm về năng lượng. Thì mình lọc một cái bộ lọc khác á, là về đồng thuận giữa cái nhóm ngành và cái cổ phiếu á, thì nó xuất hiện một cái mã của nhóm năng lượng ở thằng BC1, BC1. Thì bản chất cái thời gian trước mình cũng có đánh cái mã này, tuy nhiên nó không có hiệu quả nên mình cũng chưa có vào lại. Thì bản chất anh em nhìn thấy cái nó đi cứ giai đoạn này nó cũng lên xuống lình xình khá là khó chịu. Thì tuy nhiên cái những cái tín hiệu xấu sẽ không xấu, nhưng mà mua chờ có thể cái nhóm này được. Ba cái mã trong cái nhóm này nó đều có tín hiệu tương tự như nhau, một là thằng này, hai là thằng bao. Hôm nay von thì bao nó đẹp hơn, cây von hôm nay nó tăng tới 43% so với cây hôm trước và giá nó cũng tăng nhẹ. Thì cái con bao này hôm trước mình có nói một lần, tuy nhiên nó chưa có vượt qua khỏi cái vùng 14 thì nó cứ lình xình, tuy nhiên là không có gì xấu. Thì bản chất nó giai đoạn này đa phần cái cổ phiếu nó đi theo cứ kiểu tích lũy, nên anh chị em nếu mà muốn mua thì phải chấp nhận chờ thôi. Một cái mã nó là NT2 nè, thì hệ thống hôm nay nó cũng báo cái con này vào lại được. Thì bản chất con này nó đã có một cái nó chỉnh khá là nhiều so với những thằng khác. Thì nó chỉnh dài dài hơn so với những khác nhiều, cũng chưa chắc là nhiều, nó khoảng 10 hơn 10% thôi. Nhưng mà nó khoảng 2 tháng nay là cái quá trình đi xuống nó, thì tới đây nó chạm cái ngưỡng hỗ trợ nữa nè. Thì anh chị em thích cái trường phái mà bắt đáy kiểu này thì có thể tham khảo. Bản chất nó có một phiên cạn cung báo ở cái vùng này thì cũng cái độ tin cậy nó cũng khá, nên thích thì có thể tham khảo được. Còn những cái mã khác thì tín hiệu cũng chưa có gì. Nếu mà anh chị em muốn mua chờ thì nhóm chứng khoán cũng là một cái nhóm để tham khảo. Bản chất hôm qua tín hiệu lọc hôm qua ra là nó báo nhóm chứng khoán khá là nhiều mã.
thì mình chỉ lựa ra những cái thằng mà cái nhóm ngành nó tăng, cái nhóm ngành nó tăng và cái cổ phiếu nó báo, ví dụ như anh chị em thấy cái cụm này nè, cái cụm này là cái cụm mà có thể tham gia nếu mà một hai phiên nữa muốn mua thì cứ canh cái cụm này mua được. Thì bản chất nhóm chứng khoán mình cũng có một cái khuyến nghị một cái mã rồi, nên là mình gợi ý cho anh em tham khảo thôi chứ cũng không có lựa ra. Thì đây cái danh mục ở trong đây nó có thằng MBS, thì hiện tại nó cũng mức lãi thì cũng tạm thôi. Thì trong cái danh mục này có một thằng HT1, là nếu mà ngày mai đóng cửa mà nó không có giữ được giá 16 thì anh chị em cũng đẩy nó đi luôn. Bản chất cái con này cái tín hiệu thì nó có cải thiện hai phiên liên tục nè, nhưng mà giá thì nó chưa có vận động gì đẹp hết, nó cứ đi quanh cái vùng này, nếu mà chờ thì cũng hơi khó chịu. Nên là cái mã này nếu mà giá ngày mai nó giữ được 16 thì anh em chờ thêm, còn nó thủng xuống thì đi. Bản chất cái giai đoạn này nó lỗ, đi cái con này vào con này lỗ. Thì hôm bữa mình vào Hoa Sen và HT1 mình chọn ra, tuy nhiên Hoa Sen thì nó lãi khá là tốt, cũng được hơn 8%. Hôm qua hàng về, hôm nay là phiên T cộng 3 cũng lãi khá là ok. Thì chắc là hôm nay mình kết thúc cái clip ở đây. Tổng kết lại là mua mới giai đoạn này anh em cũng mua thì chấp nhận chờ, chứ còn để mà nó tăng đột phá như mấy phiên trước thì chắc là khó. Nếu mà muốn mua chờ thì canh nhóm chứng khoán. Bản chất nhóm chứng khoán nó hôm nay là một phiên giảm mà vol nó giảm khá là mạnh. Thì hôm bữa trước mình nói Hoa Sen nó cũng tương tự, nhóm thép nó cũng những phiên giảm nó mà vol nó rất là nhỏ, giảm tới 50%. Thì anh chị em chú ý, mình đánh giá khá là cao nhóm chứng khoán. Nếu mà cái nhịp này thị trường nó chỉnh xong thì nhóm chứng khoán nó khá là ok. Như tín hiệu nó ra HCM thì anh chị em có thể tham khảo. Bản chất hôm nay HCM vol nó giảm tới 56%, thì nếu mà muốn có thể tham gia B hay là VND cũng BVS thì tín hiệu nó có phần đẹp hơn. Tuy nhiên cái mã này khá là nhỏ, đánh cũng khó chịu. Nếu mà mua chờ thì nhóm chứng khoán, còn tín hiệu mà nó báo nhiều tương đối giai đoạn này thì nhóm năng lượng. Mình nghĩ cái nhóm năng lượng có thể nếu mà đột phá thì có thể ngày mai hy vọng. Còn nhóm chứng khoán thì chờ một vài phiên thị trường nó ổn lại thì cái nhóm chứng khoán nó sẽ ok hơn. Và cảm ơn anh chị em một lần nữa, mình xin kết thúc clip.